Tại hội nghị trực tuyến ứng phó với áp thấp nhiệt đới bão diễn ra sáng 22/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin mới nhất cho biết, áp thấp nhiệt đới đã vào Biển Đông và đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khả năng bão và không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đồng thời, vì thế khi đi qua khu vực quần đảo Trường Sa, bão có khả năng sẽ mạnh lên tới cấp 9/11 và khu vực khả năng ảnh hưởng của bão số 9 sẽ là các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bà Rịa Vũng Tàu. Dự báo bão di chuyển chậm 10 km/h và liên tục mạnh lên. Dự báo đợt mưa lớn sẽ kéo dài bắt đầu từ hôm nay 22/11 khi không khí lạnh ảnh hưởng đến Trung Bộ. Sau đó, tương tác của không khí lạnh và bão sẽ bắt đầu gây mưa to đến rất to kéo dài liên tục từ ngày 23/28/11 ở miền Trung. Trong đó trọng tâm mưa lớn sẽ là các tỉnh từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận với tổng lượng mưa có thể lên tới 300-500 mm. Theo thông tin từ các đài quốc tế, hoàn lưu bão có thể gây mưa lớn từ 200-300 mm tại các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Dự báo, kịch bản có nhiều khả năng xảy ra nhất thì các tỉnh Nam Trung Bộ và khu vực Nam Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của cơn bão này. Ngoài ra, trên biển cũng có mưa to, trong đất liền cảnh báo xảy ra dông, lốc cục bộ. Bão số 9 và không khí lạnh sẽ tương tác với nhau gây mưa to đến rất to cho suốt dọc các tỉnh từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận, khu vực các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng, phần phía bắc của các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Nhiều khả năng trong chiều và tối ngày 23/11 bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ngãi trở vào đến Bà Rịa Vũng Tàu, cường độ của bão khi đổ bộ có thể lên tới cấp 8-9. Trong đó, khu vực từ Quảng Ngãi trở vào đến Bà Rịa Vũng Tàu sẽ là những tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số 9. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bà Rịa Vũng Tàu từ ngày 23/11 sẽ có gió mạnh cấp 6-7, vùng ven biển các tỉnh nơi tâm bão đi vào sẽ có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12.